Đàn ông mà ai không nhậu, nhậu mà nhậu vừa phải Nhậu thôi chứ nhưng phải nhậu say. quá. Đây đã bỏ rồi, một người lầy rồi thì Có người này người nhưng mà có kia hy mà. vọng Là chị tránh vỏ dưa, chị không gặp vỏ dừa. cũng mong là vậy. Được chưa? Như bản thân em ấy, thì chắc cái một lon bia thôi là khả năng là say 3 ngày, phải uống thuốc. Đó, nhưng nhiều người uống có thể từ tối sáng. Đúng rồi. Nhưng chị nhìn bề ngoài chị không thể đánh giá người ta có uống hay không. Bây giờ người ta đi không ai này đi bác dùi đục, đúng không ạ? Đi hỏi vợ, người ta phải thổ lộ, thổi lỗ tai. Anh yêu em. Đấy. Tốt không? Nếu mà hít đất chống đẩy, chào chị hít được bao nhiêu? Không nổi 10 cái đâu. Chị hít nằm hay đứng? Thường chị thường chị thường nó hít đất là chị thường là chị hít đất là chị hít nằm, người ta là hít, người ta Vô hít úp vấn đề chính đi. mệt ghê. Bây giờ em phải hỏi như vậy để các anh trai ấy, để anh xem là cái sức khỏe chị có tốt không, Này mình phải vui vẻ hòa đồng chứ. đúng không? Người ta là đàn ông là thường người ta hít úp, nhưng mà chị phụ nữ là có một số chị phụ nữ là hít 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 ngửa, Ủa hít được. hít Xin phép chào chị gái, chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Dạ, trước mắt là em chào cộng đồng mạng ở trong và ngoài nước và chào các anh YouTube. Hôm nay mục đích em đến là chỉ có nhờ mấy anh giới thiệu cho một người nửa đời còn lại. Thế là đi tìm là được gọi là đi đi tìm chồng đó. Tuyển chồng. Tuyển chồng. Rồi chị cho em hỏi thế này nhé. Chị hiện nay đang sinh sống tại đâu? Giờ mình đang sinh sống ở Bình Long, Bình Phước. Rồi, chị cho em biết là cái cuộc sống hôn nhân của chị hiện nay sao rồi? Hiện nay là ly dị ông xã 3 năm rồi. Chị được mấy người con? Dạ được 3 đứa con gái. Ừ, ba con gái. Gả 2 còn 1. Còn một, còn một con gái là bao nhiêu tuổi rồi? Nay mười cháu 15 tuổi và đi Phú Quốc làm với cậu rồi. 15 tuổi là nghỉ học đi làm Phú Quốc. Hiện nay là chị đang sống độc thân, mà độc thân một mình. Một mình ở À, nhà. con là có các con, nhưng hiện nay các con cũng Có một có gia con đình riêng. gái về sanh đang nhà đang nuôi. Vậy là về ở với chị thôi cho vui thôi. Đúng rồi. Chứ chị này mình có nhà không? Nhà của con Vậy là trước đây mình có nhà không? có nhưng mà giờ là cho con này, Cho sớm dữ vậy. tại hai vợ chồng ly dị rồi cho con hết chứ không chia tài sản. Không chia, nhưng mà lẽ ra chị còn ở đó thì chị phải ở lại để mình ở chứ. Sao mình cho sớm vậy? Cho sớm mà em nói ví dụ thôi, một cái câu chuyện mà rất nhiều câu chuyện trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều. Nước mắt là chảy xuôi chị cũng nhận không? Nước mắt là không có chảy ngược. Nhưng mà ví dụ như là mình thì mình rất thương yêu các con. Mình mong muốn là có cho các con là có nơi ăn chốn ở Hà Nội tử tế để có công việc ổn định. Nhưng mà vì lý do nào đó mà con gái mình rất yêu, mà con gái cũng rất yêu mình. Nhưng mà không may gặp những chàng rể đó không tốt. Chàng rể tìm cách đuổi mẹ, gọi là mẹ vợ ra đường thì sao? Chị không nghĩ điều đó. Chị đã nghĩ những phương án đó chưa? Hay là chị chỉ nghĩ là mình thương con là con sẽ thương lại? Chỉ nghĩ là cho con là cho con gái mình thôi chứ Cho con còn gái mình thì không không cho con nghĩ. rể hả? Con Thì gái là con rể rồi. Nha. Bây giờ con gái mà bây giờ thì con gái đồng ý tốt, nhưng con rể mà gặp một em nói ví dụ thôi, không may rơi vào đúng cái chàng rể âm binh cô hồn, nó sẽ tìm cách quậy mà bán cái nhà đi. Nhưng muốn tìm được thì phải tìm cách đuổi chị đi, đúng không ạ? Mà muốn đuổi đi thì chắc chắn là phải tác động bằng nhiều hình thức khác nhau. Bởi rất nhiều câu chuyện trong thời gian vừa qua, cha mẹ bị chính những người con ruột, con gái cũng như con trai đuổi ra được, là câu chuyện có thật nha, khẳng định với chị là có thật. Chị chưa nghĩ phương án đấy. Chị nghĩ chưa? Sao mình cho con sớm vậy? Mà sau này ví dụ như mình ra đi thì mình cho con, hoặc là mình có lý do nào đó mình cho con thì vấn đề khác, đúng không? có nghĩa là em nói rõ vậy nào, có nghĩa là em nói em cho nhưng mà em chưa có sang sổ, Chưa sang sổ. chưa Tên là đang tên của chị. đăng tên của em nhưng mà trước sau cũng cho nó, nhưng mà để coi tình hình rể nó như thế nào đã. À, tình hình 30 chưa phải là Tết chị ạ. Đúng rồi, Tình hình đến phút 90 là vẫn là lật đổ thế cờ. đúng rồi. Đúng không ạ? Trái bóng tròn mà chị không thể hình dung được. Phút thứ 99 là vẫn ghi bàn. Chị hiểu ý em không? Đúng. Có nghĩa là con rể vẫn đối xử tốt mình đến những giờ phút cuối cùng, phút chót. Nhưng mà đùng một cái chị sang. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Bên một cái một là đối xử, một cái một lật ngược. Ở đây em không có ý hàm ý là nói con rể chị không tốt. Đúng rồi, Chị hiểu ý không? hiểu hiểu. Em không có ý châm chọc gia đình chị là để cho tan nát. Dạ Nhưng đúng mà em đang sợ cái vấn đề đó xảy ra rất nhiều. đúng rồi. Nhưng mà nếu không may mà xảy ra gia đình mà mình là chị vô cùng rất khổ đau. Dạ Đúng không ạ? Đã ly hôn chồng,
đến giờ phút này nuôi các con ăn gọi là học mà vương trưởng và có vợ có chồng mà xây dựng gia đình đàng hoàng thực tế. Còn căn nhà cuối cùng đó là cái tài sản của giữa hai vợ chồng, đúng không ạ? Mà đến giờ phút này mình cho các con mà mình không con một gì trắng tay. Nếu các con mà đối xử tốt mà gặp chồng rể tốt thì có thể là sau này người ta sẽ cho mình ở, đúng không ạ? Hoặc là những lúc mình đau ốm thì có thể là phụ dưỡng mẹ già. Nhưng mà nếu con không tốt thì có thể là cái điều đó có thể sẽ xảy ra là chị đã được. Rồi, cái câu chuyện đó bây giờ em cũng chỉ nói chuyện với chị như vậy thôi. Còn cái vấn đề là đời tư cá nhân của chị nhá, em không có can thiệp sâu chị nhá. Dạ, cảm Rồi, ơn chị anh cho em hỏi thế nhiều. này. Rồi, hiện nay chị đang làm công việc gì? Đi bán đi số. Chị cho em hỏi rõ là họ tên của chị đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Dung. Chị Nguyễn Thị Dung ha. Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay năm 1972, năm nay 52 tuổi. 72, năm nay 51 thôi. 51. 51 tuổi thôi, U51. À, 51 nhưng còn là son, đúng không? Chị còn sức khỏe còn rất tốt. Rồi, chị cho biết này, hiện nay chị về đây nhờ anh em mình chị Bình Dương ghi hình, mục đích chính là tìm chồng. Dạ. Đúng không ạ? Chị cái mẫu người lý tưởng của chị là hiện nay là chị như thế nào? Bình thường và giản dị. À, cao mét mấy? Mét 65 cũng được. Mét 45 được không? Lùn quá. Mét mét 75 được không? Được. 75 thì ok đúng không? Cao. Cao dài to đấy đúng không? Cao to đen hôi. Thôi. Càng to càng dài càng khỏe. Bắc mình thì cứ giản dị mà sống thôi. Bác mới làm ở đâu thì không có quan tâm, nhưng bây Nè giờ chị, hôi nách được không? Không, đừng hỏi trong này. bác làm không có quan tâm, nhưng bây giờ mình sống ở đâu thì mình theo ở đó, đúng không Đúng ạ? Đấy, nhưng đến giờ phút này là thực sự là chị muốn tuyển một người chồng đơn giản và giản dị rồi. Dạ. tính tình, Thì đàn ông mà ai không nhậu, nhậu mà nhậu vừa phải nhậu thôi, như chứ phải nhậu say. quá. Đây đã bỏ rồi, một người lầy rồi thì Lầy là gì? nhà ăn nhậu lầy À, quá. ăn nhậu lầy. Bây giờ là kiếm ông này tránh vỏ dừa, chắc chắn là sẽ gặp khả năng là gặp vỏ dừa to, được chưa? Không hiểu nữa. Không hiểu à? Chị biết vỏ Nhưng dừa mà không? người miền Tây là người ta ít ăn nhậu hơn người miền Bắc mình đâu, Miền người nào miền cũng có Nam. người nhậu, em nói thật với chị, miền nào cũng có người lăn nóc ra đường. Em đã trực tiếp là em là người này, em đã là người khiêng một ông người Bắc nhá. Em đã từng khiêng ông từ Gò Tre về nhà cho các con ông ấy, và em cũng đã từng khiêng kể cả người miền Tây. Thế vì vậy nha, bây giờ ở đây này, mình không thể nói là người miền Tây không nhậu và người miền Bắc nhậu nhiều hay người miền Trung nhậu nhiều. Người miền nào cũng có gia đình, cũng có người say xỉn. Đúng rồi, Đây là nghiêm túc nha, em nói thật. cái này là không tránh khỏi. Ở đâu có Đấy, người này người nhưng mà kia có hy mà. vọng là chị tránh vỏ dưa, chị không gặp vỏ dừa. Được chưa? Cũng mong là vậy. Như bản thân em ấy, thì chắc cái một lon bia là khả năng là say 3 ngày, phải uống thuốc. Đó, nhưng nhiều người uống có thể từ tối sáng. Đúng rồi. Nhưng chị nhìn bề ngoài chị không thể đánh giá người ta có uống hay không. Bây giờ người ta đi không ai này đi bác dùi đục, đúng không ạ? Đi hỏi vợ, người ta phải thổ lộ, thổi lỗ tai. Anh yêu em. Đấy. Yêu em như cái gì ấy nhỉ? Đó, chị hiểu không? Đó, đúng không? Chứ không bao giờ người ta nói là anh say xỉn, anh chơi bời, anh bê tha, anh bẩn hay là anh gái gú, anh nói vân 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 vân. Đúng chưa? Người ta nói là anh công việc rất ngon, nhưng mà đến với nhau rồi mới biết được. Người ta mới sinh tật. Đúng không ạ? Cũng như chồng chị bây giờ cũng vậy thôi. Nếu mà chị biết trước mà một cái ngày chia tay như vậy chị đã không lấy. Đúng không ạ? Chị sẽ tìm một ông nào không không nhậu. Phải không? Rồi bây giờ hiện nay thì chị về đây tìm một ông chồng giản dị. Đúng không ạ? Dạ. Cao mét 65 đổ lên là ok. Chị cao được mét mấy? Chắc 55, 5 50, năm, 5 năm. 55. Chị được 5 năm, 5 năm là ngon. Mình còn khỏe không? Em hỏi nghiêm túc, chị còn khỏe không? Sức khỏe thì ổn định. Tốt không? Nếu mà Tốt. hít đất chống đẩy chờ chị hít được bao nhiêu? Hít nổi 10 cái đâu. Chị hít nằm hay đứng? Thường chị thường chị thường hít đất là chị thường là chị hít đất là chị hít nằm, người ta là hít, người ta Ôi, hít vô úp. vấn đề chính đi. Mệt ghê. Bây giờ em phải hỏi như vậy là các anh trai ấy, để anh xem là cái sức khỏe chị có tốt không, Này mình phải vui vẻ hòa đồng chứ. đúng không? Người ta là đàn ông là thường người ta hít úp, nhưng mà chị phụ nữ là có một số chị phụ nữ là hít 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 ngửa. Ủa, Hít được. Rồi ok chị, bây giờ này nhé, chị muốn tuyển một người đàn ông. Là hiện nay là Việt Nam mình nó có 64 tỉnh thành, nhưng mà phân biệt rõ ràng nhất là hiện nay ba tỉnh, ba gọi là ba vùng miền Bắc Trung Nam. Chị muốn tuyển người đàn ông miền Bắc hay miền Trung hay miền Nam? Miễn là ở đâu cũng được, miễn là hợp. Hợp Hợp là tới. hợp là tới, là tới luôn đấy, Tới luôn, tới là tới, có đăng ký kết hôn luôn. tới bến luôn đấy, Dứt luôn đúng không? tới là Lớp Về luôn. sống luôn, Rồi. để nương tựa về lúc tuổi già chứ không có cần gì hết. nhưng Không mà cần xe xua hay nhưng mà đu bây đòi gì giờ hết. nếu một người đàn ông người ta muốn yêu cầu là sẽ với chị ở với chị, mà bây giờ sinh con nữa, chị có liệu có thứ nhờ Cái này là về lớn tuổi rồi cũng hên xui thôi. hên xui Đẻ luôn.
Nhưng mà máy móc là còn ngon đúng không? Mệt quá, nói chỗ này làm cái gì không bình biết. Bình thường thôi, có gì đâu mà. Mình cứ phải nói thật. Chính những cái đấy là mấy anh nó mới để ý mấy cái đấy. Ô, không, em nói thật đấy. Câu chuyện đó nó rất là tế nhị nhưng mà nó là thật chị. Bởi vì nhiều anh ấy sợ ô chị này cần này tuổi bé được á. Và yếu quá hay là về những cái món mà ví dụ yêu đương cả tuổi này thì bề hai bên bên nào cũng có con cũng xui hết rồi chứ đúng còn rồi. Nhỏ gì nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ này này, chị muốn tìm một người đàn ông nghiêng về tỉnh nào nhiều nhất, không có tỉnh đó thì mình kiếm tỉnh khác hay sao? Nghiêng tỉnh nào nhiều người nhất? Người Bắc mà ở trong này cũng được, đừng có ngoài Bắc là được. À, có là người ta Bắc Trung Nam đều được, nhưng với điều kiện là phải sống đang sống trong miền Nam. Trong miền Nam. Rồi ok đúng không? Rồi, độ tuổi là khoảng bao nhiêu? Thì từ 55 đến 60. 80 được không? Không. 50 làm ăn được gì nữa? 77 được không? Về chuẩn bị đóng hòm á. Về đóng hòm. Em lại chị. 77 tuổi được không? Không. Bởi vì hiện nay có một cái câu chuyện lỗi y xèo trên mạng. Nghe rồi, coi rồi. Cái câu chuyện chị xem chưa? Thực sự là tại theo... vì nói thật với mấy bên YouTube mấy chú vậy nè. Là bây em giờ là cũng... không phải bên YouTube. Cũng coi anh em hiệp sĩ là Bình Dương, Bình Dương là cũng có lên mạng thi hồng rồi nhưng mà thi hồng cho đúng hai số mà cũng là người trong này nhưng mà cứ hỏi 3 ngày mà nói chuyện trên mạng á gặp nhau nói chuyện yêu đương vậy thôi rồi tự nhiên họ nghĩ sao mà mình là người đàn bà mình mở miệng mình hỏi tiền trước mới là mình còn chưa hỏi mới đúng mình còn chưa hỏi còn họ hỏi mình là em có mua tiền cho anh mượn 10 triệu đi thăm nuôi con anh. Ai? Ở trong tù ở bên Đồng Xoài. À. Một người ở Lộc Ninh mà đi cưa cây ở Đồng Nai á à. Cũng kêu là cho anh mượn 8 triệu cuối tháng về anh trả. À. Em nói thôi mấy anh đi giùm em đi. À mày nhấn nút luôn rồi. Nhấn nút giùm em luôn. À bà lại tỉnh này. Đó rồi mới bữa nay điện cho anh Hải mới lên đây đó. Bà chị lại tỉnh này. Nhìn đẹp gái. Mặt vẫn đỏ hay hay này. Nói chung là má họ hồng này là chính tỏ là người phụ nữ này còn đang dạo rực. Và đang rất môi hồng rực rỡ ấy. Rồi, độ tuổi này còn rất mạnh mẽ. Rồi bây giờ này em đi xong vào cái câu chuyện chính của chị nhé. Mấy điếu hả? Không, cái câu chuyện này từ từ cháu sẽ nhừ. Bây giờ này nhé, chị thì hiện nay là cuộc sống hiện nay chị không vướng bận gì ai. Không. Đúng không ạ? Độc thân hoàn toàn. Có giúp con được ngày nào giúp thôi chứ còn không thì thôi. Nói chung là không ép buộc, không ép buộc là. Nói chung là chị hiện nay là độc thân toàn phần. Đúng. Đúng không ạ? Và muốn đến một người đàn ông là hiện nay là độ tuổi là chính xác là bao nhiêu? Từ 50, 55 cho đến 60. Ít tuổi hơn được không? 40 được không? 40 không ai thường bình 40 đâu. Khỏe được không? 40 khỏe lái tốt. Không. Chị lại không thích những mê không lái à? Không, bằng tuổi không lái đâu. Bằng tuổi không lái? Không. Phải được nhiều tuổi? Lớn tuổi hơn. Lý do? Tại lý do bằng ngang tuổi mình thì khỏe hơn. Ai cũng bỏ à? Không, bỏ sao lại khỏe hơn, yêu nhiều hơn. Làm ơn. Không. Cái gì vậy? Không, bà chị này hay này. Không, ngang tuổi với lại nhỏ tuổi không lái đâu. Nhỏ tuổi? Ở vậy, không lái đâu. Nhỏ tuổi nó quyết định không chơi? Không. Chị này trên môi chị là có một cái lốt ruồi. Không lấy chứ không phải em không đã chơi. Chú tướng chị đòi. Trên môi có một lốt ruồi này, lốt ruồi này là lốt ruồi son. Mà người này vô cùng rất duyên. Mà không biết lý do là sao mà trước này lại hôn nhân lại đổ vỡ thì thực sự rất tiếc. Chị gái này rất tỏ giỏi mà có tài. Đó. Nói chung là chán thì thông minh. Đó, em đoán tướng chị thì cực giỏi. Chị nhanh nhẹn, hòa đồng, vui vẻ, dễ thương. Mà hiện nay hai má, đặc biệt là hai má này là vẫn còn rất hồng. Đấy, người phụ nữ mà má còn hồng. Đó. Không, nói thật đây là quay cái hình ảnh này nó không được đẹp sắc nét bởi vì đây là em muốn quay cái hình ảnh nó chân thật nhưng cái góc quay này không có đẹp. Đó là chuyện thật. Như vậy chứ đúng là chị đẹp hơn trên hình. Đó, xinh gái hơn. Được em nói chuyện thật nha, em không có phải linh bợ chị đâu, nói thật đấy. Rồi, chị muốn tìm một người đàn ông là 50 tuổi đổ lên. 50 đến 60 rồi. 50 đến 60, còn nếu 61? Không. Kỳ vậy? Khắt khe quá ha. 62. 61 62 ok mà. Nói chung là 61, 65 gì cũng được à. Nhưng mà người đó là phải thật tình. Đến với nhau là phải bằng giấy tờ ra pháp luật đàng hoàng. Chứ không phải là thích thì ở, không thích thì đi, không thích đâu à. Bây giờ là có nghĩa là một người đàn ông là bây giờ chị yêu cầu là cao 1m65. Bắc Trung Nam đều được. Nhưng với điều kiện là phải đang sinh sống và hoạt động làm việc tại Đồng Nai. À quên, tại miền Nam. Tại phía miền Nam này, ở tỉnh nào cũng được. Tỉnh nào cũng được. Và cao là phải 1m65 trở lên. 65, 70 gì cũng được. Nếu 1m6 được không? Được. À thế thì mình phải ra điều kiện là 1m6 nữa đi để rộng hơn cái độ lượng rộng. Bởi nhiều anh trai là có thể khiêm tốn chiều cao. Trời ơi, củ khoai cũng có củ bự củ nhỏ chứ đâu phải. Nhưng mà theo như chị thì chị thích, theo chị thích củ khoai to hay khoai bé? Nếu đi mua khoai. Ờ. Chị đi chợ. Ô, chị là phụ nữ đi chợ mà em chị thích là... khoai to hay khoai nhỏ? Bình thường. Không. Em riêng ra chợ là em đi đúng không? Em đi chợ mua cá là em phải mua cá to. Đúng, ăn thì phải ăn cá to xương ít. Nó mới sướng. Chị thích khoai to hay khoai nhỏ? Ăn khoai là phải ăn khoai to, khoai nhỏ là nhiều xơ. Nói chuyện này người ta cười. Không, không, không.
Mình nói chuyện đây, mình nói chuyện lịch sự, không có vấn đề gì bậy bạ. Lên mạng thì cười chết á. Cái này mình nói chuyện thực tế. Mình nói chuyện này không có bậy bạ nha. Đúng là nói chuyện rất văn minh. Chứ còn nói chuyện mà màu mè hoa lá cành người ta lại không thích. Đúng chưa? Mình nói chuyện rất văn minh lịch sự chính thế, không có nói bậy nha. Anh em đây không có nói bậy. Đúng chưa? Nói đúng là chị đi chợ là chị mua khoai to khoai nhỏ. Nếu mà đi mua một bó rau chị mua rau úa hay là rau tươi. Chắc chắn là phải rau tươi rồi. Đúng không? Mua miếng thịt về, mua miếng thịt ngon là phải thịt tươi, nhảy sạch. Về ăn nó thích. Đó bây giờ này. Bây giờ nếu mà cái cuộc sống hôn nhân mà bây giờ mà hai người thực sự mà tìm hiểu nhau đến với nhau thì mình xác định là mình đến với anh là làm dâu có được không? Cũng được. Có thể có cha mẹ già đó. Có cũng được. Mình có cha làm nổi không? Cha mẹ ta cũng như cha mẹ mình. Được không? Hồi xưa mình lấy chồng sao giờ y vậy. Được không? Ổn không? Ổn. Chỉ liệu mình phục vụ, phải phục vụ nhá. Làm dâu đó. Cả nào cũng sẽ làm được hết. Chơi được hết. Miễn sao là hai người thương nhau. Chị có cần là người ta thu nhập bao nhiêu tiền tháng không? Không. Có cần giàu nghèo không? Bình thường là được. Có nhà ở là được đúng không? Có nhà, có cửa, có nếu người ta ở trọ, làm là được. Nếu người ta ở trọ chị có đồng ý không? Ở trọ chị không ở đâu. Phải có nhà. Không. Bà này bà khôn á. Phải có nhà. Ở trọ thôi mình chỉ ở vậy chị làm sướng hơn. Lại đêm lại phải phục vụ mệt đúng không? Tỉnh. Bà này bà khôn đúng không? Quá tỉnh táo. Bà chị này khôn á. Tỉnh nha. Nhưng mà nếu mà dính vào yêu rồi thì người ta mới phụt ra, người ta mới chia sẻ là người... anh... Không, mình tìm hiểu được thì mình đến không được thôi. Tức là bây giờ em hỏi anh, ai hỏi chị này, bây giờ người ta yêu nước trước khi đến với chị, người ta lừa chị, người ta thuê căn nhà. Sao mà lừa được chị? Thuê căn nhà. Bây giờ anh mua đây căn nhà là của anh này. Anh đến với em sau này hai vợ chồng nhỏ này, nhưng thực sự nhà người ta đi thuê. Thuê nguyên căn luôn. Mà người ta ở rất nhiều năm rồi. Mỗi tháng người ta ở hết vài triệu. Thì chắc chắn là chị sẽ mắc dính bẫy rồi. Ủa, mình không biết hỏi kế bên. Kế bên người ta nói ông này ông ở đây lâu rồi, ở trước em rồi. Thế bây giờ chị biết làm sao? Trời, phải có giấy tờ đàng hoàng. Giấy tờ thì viết tay. Giấy tờ viết tay, không có sổ đỏ. Không. Kỳ vậy. Mà chị này tỉnh đó. Tỉnh đó. Quá tỉnh mình này. Phải tìm cho kỹ, còn bước bước nữa. Còn không thì mình ở vậy chứ không khỏe cái thân hơn không? Bây giờ mà không chị mà... Hầu. Bây giờ mà em nói... Thật sự luôn. Em cảnh báo chị nghe nè. Bây giờ chị mà bước hụt một cái một là chị cắp trong sình. Ừ. Mà có thể vĩnh viễn không chị lên được. Rất nhiều câu chuyện trong thời gian vừa qua. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ hai người ở với nhau thì theo chị thì cái khả năng chị bây giờ chị làm gì? Chị không bán số thì chị bỏ vốn chị muốn bán. Chị buôn bán được không? Trời. Làm cấp không? Bây giờ nếu mà vốn có 50 triệu chị sẽ buôn gì? Một bây giờ chị đến với ông chồng, hai người yêu nhau. Ông chồng cứ cho đi phụ hồ làm hồ vân vân và vân vân công ty công nhân bảo vệ. Mình đi buôn trái cây. Được không? Được. Có khi nào cụt vốn không? Không, ok, loại ra có lời có chứ đừng. Nếu cụt vốn là đuổi đi luôn. Ông chồng nói là công bố là nếu em không có đem lời vào đây nha, hàng ngày em không đem lời về đây công bố cho anh biết, anh sẽ đuổi em luôn. Ừ. Chị chấp nhận không? Chấp nhận. Thật không? Thật. Đó, đó mà là người phụ nữ mà trung thủy nha. Chứ đôi khi người ta yêu mình ấy, người ta đưa cho mình, người ta thử lòng đưa cho mình một số đúng vốn rồi nhất định, mà mình làm ăn càng ngày còn hụt vốn là những người đấy thất bại nhá. Vốn chả biết là thậm chí là người ta lại nghi ngờ chị lại lui ông khác, đúng chưa? Đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ chỉ cần hai người sống với nhau, đến với nhau mà chỉ cần một ông chồng tương lai sau này cần một căn nhà nhỏ, được không? Được. Nhà nhỏ được không? To nhỏ gì cũng được. Miễn sao có chỗ ở đính của mình thì không phải đi thuê. Đúng. Vùng quê, nông thôn, thành thị, thành phố được hết, đúng không? Không kén chọn. Gia đình đông con hay nhiều con không quan tâm, được không? Đông con, nhiều con thì họ cũng có gia đình hết rồi. Chắc chắn là đúng. Chờ mình nuôi, cũng chẳng cứ chờ mình lo. Nói chung là chị yên tâm về khoản đấy. Vì vậy cho nên chị rất tỉnh táo là chị tìm một người đàn ông là từ trên 50 tuổi đổ ra. Là chắc chắn là các con của người ta là có vợ có chồng hoặc có ông xuôi bà xuôi hết rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Rồi. Cái này thực sự là hôm nay chị về đây thì nhờ anh em này là sao chị biết mà chị nhờ? Tại vì lên mạng coi hoài bên anh Hải hiệp sĩ Bình Dương thì coi hoài hôm bữa trước là có điện một lần là điện đôn gái một tuần không có máy, nó nói là máy nó hư. Mãi sang ngày hôm sau là hâm nó bắt đầu là chị nó nhắn tin thì nó mới đi lấy máy ngoài tiệm về nó điện lại thì mừng quá cho nên không có nhờ đi tìm nữa. Thì nó điện về nhà đã biết là nó ở đâu rồi. Rồi, bây giờ này. Cái xong là ở dưới đó cậu bắt về nhà cậu rồi cậu hỏi việc làm thì đi làm rồi. Rồi bây giờ này. Thì bây giờ em hỏi thật chị nhé. Hiện nay là chị khỏe không? Chị giơ tay em xem nào. Ừ. Giơ tay em xem nào. Chị giơ tay lên, bình thường mà. Có bệnh tật gì trong người không? Giơ tay khỏe không? Cười tươi nào, cười thật tươi nào. Thì mà. Rồi bây giờ mời chị em lên tiếng. Bây giờ em hỏi chị từ nãy giờ, bây giờ chị lên tiếng. Chị nói trên video này. Các anh trai độ tuổi nha. Yeah. Các anh trai chị ra điều kiện luôn cho các anh trai để biết, để mình có ta hướng, để nhiều khi người ta họ gọi cho mình mất công. Các anh em mình mất công là nghe điện thoại nó không đúng. Nhiều khi là xác nhận nó mất công. Chị hãy lên tiếng trên video này. Chị yêu cầu người như nào chị hãy lên tiếng, tự chị nói, tự chị nói chuyện. Cái biểu cảm chị tự chị nói chuyện, đấy tự chị nói. Để cho mọi người nghe được. Bây giờ em xin phép em nói chuyện vậy nè. Bây giờ lên đội hiệp sĩ Thanh Hải và anh Công Trần
Thì em cũng nhờ bên anh Hải với anh Công Trình là giúp đỡ kiếm cho em một người nửa đời còn lại. Nếu như anh nào mà muốn đến với em á, là phải có nhà, có cửa rồi có công ăn chuyện làm á, là cũng bình thường thôi cũng được. Chứ em không có nói là phải giàu lắm em mới lấy hay là nghèo lắm mà em mới ở. Nhưng mà là phải chủ yếu là phải có nhà là em mới về. Rồi, độ tuổi, Độ chiều tuổi cao, thì cân từ nặng. 50 đến 60, 65 cũng được. Mà 50 nặng 50 kg mà gầy cao khoảng 65. 50 kg là cũng hơi ốm đấy nha. Hơi ốm đấy. 39 kg được Đây không? 52 kg. Không, nhưng mà đàn ông ấy mà cao 1m65 ấy nha, mà 50 kg là ốm đấy nha. Thì 5 60 kg gì Ốm cũng là lá được. yếu nha, em nói thật với chị, em cảnh báo chị nha, ốm là yếu nha. Không gầy là thấy ông nội Không, nhưng mà ốm á. quá. Ốm quá là yếu đấy. Em 5 60 kg cũng được. đấy, nhưng mà nếu mà yếu 5 60 quá tuổi cũng được. là em biết là như vậy, nhưng mà nếu mà ít ký quá là người ta yếu các cái khoản khác là chị phải gánh chịu đó, thì thiệt thòi đó. Yêu nhưng mà thiệt nha. Nhưng mà chị có đòi hỏi ấy không? Ấy gì? Đó. Đòi hỏi ấy là ấy gì? Chị có đòi hỏi chuyện gì khác nữa không? Yêu cầu gì nữa không? Ừ. Mình cứ thực tế đi. Mình có yêu cầu gì nữa không? Mình có nói thẳng được. Thì Yêu cầu là người đàn ông có một căn nhà lớn nhỏ, to nhỏ không quan trọng, nhưng với điều kiện là của người ta. đúng rồi. Đúng chưa? Rồi có một cái công việc ổn định, không quan tâm là người ta làm nghề gì. Được không? Phù hợp được không? Rồi. Đó, đi làm công ty được không? Được. Đó, bảo vệ được không? Cái gì cũng được hết. Rồi, miễn sao hai người thương nhau mà phải có chỗ ăn chỗ ở. Ok chưa? Còn chị là hiện nay là chị bây giờ là chị đi buôn bán là chị vẫn buôn bán được. Mà em thấy chị là vẫn má đỏ hay từ nãy giờ nói chuyện dạo dực lắm Này rồi. này có quả vét chất ha. Nhưng mà chị muốn lấy chồng chưa? Thì giờ lo cho con xong rồi giờ 3 năm giờ mình đi được rồi chứ Trong 3 năm còn. vừa qua là có anh nào ngỏ ý là anh yêu em mãi mãi như mà cân giềng mà Có chứ không phải là nói là không có thì không đúng. nhưng Có nhưng mà đòi cuốn đồ về nhà mình ở mình không chịu. Vậy thôi. sao thế Không thích. đòi về nhà chị ở Đòi về nhà chị rồi đi làm nuôi mà làm đi bỏ đá mà tháng 6 triệu bạc làm gì. thật, làm sao lui lỗi đúng không? À. Lại về nhà chị làm sao lui lỗi đúng không? Rồi về cũng bao Mà người ta đời yêu chị rồi. thật, Không. tình yêu như bắt bún riêu. Không không Chị lại tỉnh táo này, không. tỉnh Không. táo. Nói thật thì ít mà nói điêu thì nhiều. Nhưng mà bây giờ em hỏi chị này, bây giờ có một anh trai là năm nay khoảng 45 tuổi, chị 51 rồi đúng không? Anh trai khoảng 45 tuổi là ít hơn chị 5 năm 7 tuổi, nhưng thực sự người ta yêu thương thật, đăng ký kết hôn luôn, có nhà cả ổn định mà yêu thật, chị có đồng ý Thì đây cũng nhờ, nó nói là trên này là cũng tùy duyên thôi, cũng nhờ mấy không? anh giới thiệu Nói chung là cho chị, số. nói chung là chị cũng không phải con người khó quá. Cho số rất dễ luôn. Cô cho số nếu mà phải duyên, nói chuyện phải duyên thì về với nhau làm hôn thú ở, còn không phải duyên thì là bạn bè Phải tìm cùng hiểu vui đấy chứ, vẻ thì phải vậy. tìm hiểu rồi mày. 5 10 năm rồi chứ. Năm 10 năm thì đào lỗ xuống chôn mẹ. 5 10 năm Rồi, làm gì. thật là rất vô tư này. Bây giờ này, thôi ok, nói chuyện như vậy hiểu rồi nhá. Bây giờ chị về đây chia sẻ là hoàn toàn là có đúng chân thật không? Đúng. Có Rồi gì sai trên cộng đồng mạng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. rồi ok chị nhá. Bây giờ thì anh em sẽ cố gắng kết nối cho chị tìm một nửa yêu thương lại còn lại cho chị nhá. Và anh em nên là luôn luôn uy tín. Nhưng trước khi anh nào muốn đến với chị là anh em mình chị Bình Dương phải biết người ta là ai, mà phải về đây gặp anh em, chứ không có chuyện là xin số để cho chị. Em Đúng không rồi. cho chị cung cấp số điện thoại cho chị, và em cũng không biết là cho chị địa chỉ nhà. Vì vậy cho nên hiện nay ấy, ai muốn đến với chị là phải về đây gặp anh em mới làm chứng kiểm chứng là người ta ở đâu, người ta công việc gì, người ta nghề nghiệp gì, người ta là con người thế nào mới cho phép để cho hai người gặp nhau để nói chuyện chị nhá. Thế chính vì lý do như vậy là anh nào mà muốn đến với chị Dung á, thì cứ liên hệ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58 đó, thì liên hệ cho anh Hải cũng được, cho Công Trần được, hoặc cho các anh em trong đội cũng được nhá. Các anh em sẽ kiểm chứng và cùng trò chuyện về đây. Anh em không yêu cầu gì hết nhá, đến đây là anh em giúp miễn phí, không phải giúp mà vì tiền nhá, để cho các chị các anh biết rõ câu chuyện này nhá. Rồi ok chị nhá. Rồi Dạ chúc chị có em hỏi thêm cái này hả, mà có ai cần kiếm vợ thì bên anh hiệp sĩ Công Trình với lại Thanh Hải giới thiệu chứ em không có biết. rồi ok Nói chị này là chờ tùy rồi duyên với lại chờ bên rồi này giới thiệu. có nghĩa là anh em đây kiểm chứng Dạ. thì mới đến chị, không cho số bậy bạ nhá, không cho số thông tin cá nhân. Anh em là làm việc theo nguyên tắc được chưa? Họ mà muốn đến với em họ xin số thì anh cứ đưa số em cho họ đi. Rồi đưa số là người ta phá chị làm mệt lắm. Bây giờ một ngày 100 người điện cho chị thì chị trả lời không kịp. Anh em kiểm chứng đi về đây nha. Anh nào muốn đến với chị yêu thật hay không, muốn đến đây anh em phải kiểm chứng, biết người ta là họ tên gì, tên là A tên B, người ta nghề nghiệp làm công việc gì, người ta đến lúc anh em mới cho chị gặp. Ok chưa? Nó mới cái độ tin cậy nó mới cao, chứ không phải cứ thích là cho nhá. Còn các cô chú anh chị nếu ai mà muốn
xây dựng mà gọi là lấy chồng lấy vợ nha, mà muốn anh em hiệp sĩ Bình Dương kiểm chứng mà giúp hỗ trợ thì cứ đến đây anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp sẵn lòng. Rồi, xin thân ái chào chị. Chúc chị luôn luôn là thường lộ bình an, và hy vọng trong thời gian tới thì có nhiều anh tìm đến chị, nhưng chị chỉ chọn một anh, không chọn hai anh nhé. Rồi, ok chị, cảm ơn chị. Chọn 10 lấy được mới một thôi. Rồi, ok chị. Chúc chị luôn luôn vui vẻ và thành công. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.